Nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chăn quá dịch vụ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Long An đã tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar và các dịch vụ vui chơi giải trí khác trên địa bàn. Theo đó, thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp đội kiểm tra liên ngành về chăn quá tỉnh triển khai gần 70 cuộc kiểm tra, trong đó gồm gần 120 cá nhân và 80 tổ chức hoạt động lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, karaoke, vũ trường và các dịch vụ vui chơi giải trí khác. Nhìn chung, các cơ sở đều cam kết tuân thủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trong cái quá trình kinh doanh, mình cũng tuân thủ về cái giờ giấc là kinh doanh, tức là không quá 12 giờ, rồi cái vấn đề an toàn thực phẩm. Và cái cũng cho nhân viên tập huấn tất cả các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi cũng có kiểm tra sức khỏe. Cho nên là mình cũng cam kết là mình sẽ tuân thủ pháp luật về các vấn đề tệ nạn xã hội, rồi cái phòng chống cháy nổ và vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm thì mình cũng sẽ duy trì. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đã hướng dẫn, nhắc nhở và yêu cầu gần 180 cơ sở cam kết hoạt động kinh doanh theo đúng quy định pháp luật, tiến hành lập biên bản và xử phạt 24 trường hợp vi phạm hành chính với số tiền trên 450 triệu đồng. Thời gian qua thì cái hoạt động của đội kiểm tra liên ngành văn hóa tỉnh thì cũng được duy trì đều đặn thường xuyên. Mỗi tháng thì khoảng từ 3 đến 4 cuộc. Trong cái dịp Tết này thì cái hoạt động của đội nó tăng lên cái lực nó dày hơn bình thường. Nghĩa là từng nào cũng đội cũng sẽ đi kiểm tra trên cái địa bàn của toàn tỉnh luôn. Thời gian tới, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và đội kiểm tra liên ngành tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan và cơ quan địa phương tăng cường công tác kiểm tra văn hóa, các hoạt động vui chơi giải trí, qua đó góp phần bảo vệ an ninh trật tự xã hội để người dân an tâm đón cái Tết cổ truyền ý nghĩa, an toàn.